Tin tiếp theo cho biết Tổng thống Pháp và Canada gặp nhau tại dinh Tổng thống ở Paris. Các nhà lãnh đạo Canada và Pháp đã gặp nhau tại Paris vào ngày thứ Năm, ngày 16 tháng 5. Tin cho biết là Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Tổng thống Canada là Justin Trudeau đã gặp nhau tại dinh Tổng thống Pháp, nơi họ nói về nhiều vấn đề khác nhau. Ông Trudeau đã ở Paris để hỗ trợ cho lời kêu gọi từ Christchurch là phong trào được đặt tên theo tên thành phố, nơi một tay súng tấn công hai nhà thờ Hồi giáo ở New Zealand vào ngày 15 tháng 3 đã giết chết 51 người và phát trực tuyến hành động của anh ta trên Facebook. Trudeau cũng đã tham gia hội nghị thượng đỉnh công nghệ VivaTech tại Paris trước đó vào ngày thứ Năm. Cũng trong tuần này, lãnh đạo của nhiều quốc gia đã tới Paris họp bàn về vấn đề chống khủng bố và chủ nghĩa cực đoan.